Nhưng mà tôi cho rằng là cái quan trọng nhất là phải nhìn thấy năng lượng của startup. Mình phải nhìn thấy năng lượng. Thứ hai là cái đồ án kinh doanh và cái kế hoạch kinh doanh của bạn nó phải hoàn hảo về mặt tương đối, ít nhất được 80-90%. Và cái tất cả những người founder ấy là phải có cái tính hòa hợp đoàn kết. Còn những cái gọi là team công nghệ hay team kỹ thuật hay team gì đấy của các bạn ấy là phải đúng bền. Vì khó nhất ấy là tâm người vô thường. Ngày hôm nay thì vui vẻ với nhau, ngày mai không vui vẻ nữa thì rất là nguy hiểm. Thế còn cách làm việc, thị trường và các thứ thì nó thể hiện rõ trong cái kế hoạch kinh doanh rồi, không phải bàn cãi nhiều. Chỉ cần cho tôi thấy kế hoạch kinh doanh của bạn, tôi sẽ nói bạn là người cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết hay là người có khả năng kinh doanh hay không. Khỏi phải nói nhiều, chỉ nói có mấy câu là tôi biết luôn là ông là người thế nào. Thế nhưng mà thứ này, vốn thì là vấn đề đầu tiên, nhưng không phải là vấn đề quyết định. Cái quan trọng là cái đồ án của bạn có hay không. Không phải gọi nhiều vốn hay gọi ít vốn, ít hay nhiều là trên cái lĩnh vực mình kinh doanh. Cái thị trường này với cái startup này của mình thì cái khoảng bao nhiêu là hợp lý, thì lúc ấy giờ mình sẽ lựa chọn cái đó. Còn nếu mà mình mà phương án mình hợp lý thì bao nhiêu cũng là ít, còn phương án mình không hợp lý thì một đồng cũng là nhiều. Cho nên là các bạn startup hơi sai lầm ở chỗ là các bạn ấy không biết định giá của mình là như thế nào. Định giá bản thân mình còn không định giá nổi thì định giá cái startup của mình có khi không định giá được. Cho nên là cái mơ hồ ở chỗ đấy, và mình cứ ảo tưởng vì mình cứ nghĩ là mình mơ mà. Mơ thì mơ cho xa, tội gì mơ vừa hèn. Cho nên là cái mơ ấy là mơ không thực tế. Tôi là Phật tử, tôi vẫn thường nói với mọi người rằng là mình phải tin sâu nhân quả thì hãy làm kinh doanh. Bởi vì anh không thể trồng cây chuối mà ra quả na được, đúng không ạ? Và các startup và tất cả chúng ta ở đây phải có thái độ nghiêm túc với những cái gì mình nhận từ người khác. Cái mình muốn cho thì việc đầu tiên mình phải biết nhận, và mình phải nghiêm túc trong cái câu chuyện là mình nhận cái thứ của xác hay của bất cứ người nào, kể cả là người trong gia đình mình. Và nếu mình biết như thế thì mình mới xây dựng được nhân cách con người mình và văn hóa kinh doanh của chính mình. Chứ mình không nên là nhận ẩu. Có những thứ nhận là không giả được. Có những thứ mà mình nghĩ là mình có thể làm được cái việc này, xong rồi mình nhận của người khác, hoặc của quỹ, hoặc của các xã, hoặc của bất cứ thứ của người những người khác trong xã hội, người ta góp vốn với mình, xong mình nhận cái nợ ấy, kiếp này không giả được ấy, thì không biết kiếp nào mình sẽ giả được. Cho nên là tôi vẫn thường trêu với mọi người là gì, đừng có hát bài hóa vàng đi em. Thế mà ở đây tất cả những thứ gì, kể cả lời khuyên của người khác, mình phải trân trọng, chứ chưa nói đến tiền bạc. Nên là vấn đề đầu tiên là vấn đề phải hết sức cẩn thận, tức là vấn đề tiền đấu, đúng không ạ?